Kim Quý xin được chào mừng quý vị đến với chuyên mục Tiêu điểm nóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, phát sóng vào lúc 18 giờ 40 phút mỗi ngày. Thưa quý vị, tục chúc Tết đầu năm là một trong những nét đẹp văn hóa được lưu giữ từ ngàn đời xưa của đất nước ta. Đó là những lời chúc của người thân trong gia đình dành tình yêu thương cho nhau, hay bạn bè, đồng nghiệp chúc nhau một năm mới tràn đầy may mắn. Những tưởng chúc Tết là việc đơn giản, nhưng nó lại mang đến những câu chuyện hết sức bi hài. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chúc Tết là nét đẹp văn hóa của người Việt từ bao đời nay và có giá trị tinh thần trong những ngày đầu năm mới. Xưa các cụ có câu mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy, cho thấy lễ nghi người Việt coi trọng việc chúc Tết đầu năm. Khi đi chúc Tết, trang phục phải chỉnh tề, nam thường mặc áo chùn, khăn xếp, nữ mặc áo dài, tóc vấn gọn gàng, trẻ nhỏ áo quần tinh tươm. Tuy nhiên, khi cuộc sống thay đổi, phong tục chúc Tết cũng thay đổi theo, được mở rộng theo các mối quan hệ xã hội. Nếu như trước kia người ta xem 3 ngày đầu tiên của năm mới là những ngày quan trọng nhất nên chúc nhau những lời tốt đẹp, may mắn cho năm mới. Thế nhưng hiện nay, nhiều người xem việc chúc Tết như một dịp để lấy tiền lì xì. Chưa kể nhiều trường hợp chúc Tết theo phong trào bị bóc mẽ khi người đi chúc Tết không hề biết người mình sẽ chúc là ai, nên dẫn đến chúc những điều không hợp, không đúng ý. Trong văn hóa Việt Nam, văn hóa những ngày Tết là văn hóa đặc biệt được người dân Việt Nam hết sức chú ý, hết sức quan tâm. Đã có được những các cái quy định và có những quy ước, chủ yếu là quy ước thôi, nó bất thành văn. Mà đấy là cái tấm lòng là chính, tấm lòng con cháu mà hướng về cha mẹ, hướng về tổ tiên ấy, thì như vậy chỉ có ngày Tết. Hiện nay khi công nghệ ngày càng phát triển, người ta lại chuộng việc chúc nhau bằng những mẫu tin nhắn được soạn sẵn hay thông qua những ứng dụng mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay, với hình ảnh mang chủ đề Tết cùng nhiều lời thoại vui nhộn làm đa dạng thêm nội dung chúc Tết. Tuy nhiên, việc chúc Tết bằng tin nhắn đối với những người ở xa không có điều kiện gặp mặt thì có thể chấp nhận được. Nhưng hiện nay, nhiều người quá lạm dụng việc này khiến tục chúc Tết trở nên máy móc. Chưa kể nhiều người nhắn tin nhắn chúc Tết không đầu không cuối, người gửi chỉ cần một thao tác để nội dung tin nhắn gửi đến một danh sách dài người nhận. Vì lẽ đó dẫn đến những tình huống bi hài. Chẳng hạn người nhận đôi khi là phụ nữ thì bị xưng là anh, còn nam giới lại được gọi là chị. Như vậy là chúng ta chúc Tết nhau thông qua tin nhắn, thông qua những cái mạng Facebook, mạng xã hội. Theo tôi đây là một cái điều như vậy là nó là cái xu thế tất yếu. Thì đấy là cái điều như vậy là càng ngày những cái lời chúc, cái sản phẩm chúc Tết nó càng tự nhiên hơn. Thế nhưng nó có mặt trái của nó. Mà chính sự tự nhiên ấy cho nên ấy, là có khi ấy, là trong tất cả các cái lời chúc người ta càng ngày nó càng bị lệ thuộc nhiều vào những các cái công cụ như tin nhắn, như là mạng xã hội, mà càng ngày nó càng ít đi những các lời chúc trực tiếp. Tôi nói thí dụ như này thôi, cũng là cái điện thoại. Thế nếu như cái lời chúc đầu năm anh chỉ gửi một cái tin nhắn vô hồn với rất nhiều những câu kiểu như vậy cũng hay như thế, nhưng mà cũng đọc nghe cũng có thấy cũng không thể bằng được mà anh gọi điện thoại đến để nghe cái lời. Một phong tục đẹp được lưu truyền lâu đời, nếu không được giữ gìn thì lời hay ý đẹp nếu như không chứa đựng cảm xúc thật, e rằng cũng chỉ là một thủ tục. Dù chúc Tết trực tiếp hay gián tiếp bằng tin nhắn truyền thống hay sử dụng những ứng dụng, thì lời chúc xuất phát từ sự chân thành và thật tâm mới là điều đáng quý. Thưa quý vị, nếu chúng ta biết cách dung hòa giữa nét truyền thống và hiện đại trong phong tục chúc Tết, thì điều này sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp. Những lời chúc thể hiện tấm lòng, tình cảm của người chúc đến với đối phương sẽ được cảm nhận một cách trọn vẹn nhất. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tiêu điểm nóng cũng đã hết. Quý vị khán giả có thể theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.